Tom. Chào các bạn, lại gặp các bạn nữa. Hôm nay anh em mình sẽ làm món cá chiên nha các bạn. Đây, chả cá chiên đó với đầu hũ chiên, mình sẽ chấm với rau này, rau hẹ với rau thơm nha các bạn. Đó, anh em mình sẽ hôm nay ăn với món gì thôi nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ làm thôi. Chào các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? Mình thì rất khỏe nha các bạn. Đó, cho nên hôm nay anh em mình sẽ làm món là chả cá chiên, tàu hũ chiên cuốn với rau, chấm mắm tôm nha các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ chả là mình làm hết trơn nè các bạn. Thì mình lấy mình đánh hết trơn rồi nha các bạn, đánh cho nó dai cá chả hết rồi nha các bạn. Đó, mình đã đánh cho nó dai hết rồi nha các bạn. Đó, bây giờ là mình để vô chảo mình chiên thôi. Đó, dưới tàu hũ nữa là mình để vô mình chiên là coi như xong nha các bạn. Đó, một là mình cuốn với bánh tráng, không thì mình khỏi cuốn bánh tráng, mình ăn cơm mà, cho nên mình kẹp với rau là mình chấm thôi nha các bạn. Đó, rau của mình gồm có hẹ nè, rau thơm nè, rau gì đế nè các bạn. Đó, rồi bắt đầu là giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Mời các bạn công nha các bạn. Đây, hôm nay ăn cơm tàu hũ chỉ chả nha các bạn. Chả cá, chả cá gì bị biển á, gối với gạo đó đó, gối chả với gạo đó đó, với công hẹ, lấy công hẹ quấn vô trong cái này nè, rồi xong lấy rau ấy vô cái nữa ăn bá chế vào chết mình ha. Ăn đi Minh. Bụng
không, ở ngoài Nha Trang á nó ăn bún rồi ăn cũng ngon lắm trời, nổi tiếng mà bún chả mực lắm, chả cá rồi đó, chả cá á chả mực cũng bán là 450 ký. Giờ để con đá cũng lạnh mà đúng không bằng không biết gì chẳng nhỏ đó hả ăn ngủ chưa mà tạo lắm chứ hồ nó dài nó ra mát hả không nước là thả vô á không, không dài lắm đó những giờ mà do để tôi bệnh đó để nó lá thì nó ngon nếu mình chiên á tính là chiên mà coi như là chiên rồi là coi như là nó hết luôn rồi nên dũng trời mắm muối nó giỏi chứ bên kia hết được cải nó đâu có được đấy đúng ý nè muối mắm từ mắm quan tâm nhiều biết mệnh chào bạn ơi, chào bạn chào bạn các bạn.